em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền tổ quốc ngày hôm qua thì các bác cũng đã xem một cái video mà em đăng tải nói về cái vấn đề rửa tiền và đa cấp đối với ngành lan thì nhận được rất nhiều những cái thông tin bình luận điều này cho thấy anh em rất là quan tâm đến cái chủ đề này em hết sức cảm ơn các bác nhé và trong cái nội dung bình luận thì có một cái vấn đề nói rằng là cây năm cánh trắng hà tĩnh là một cây chết thảm thì hôm nay em sẽ phân tích về nội dung này để cho tất cả chúng ta cùng nắm được nó có phải là một cây chết thảm hay không một cây đáng chơi hay không nó lời như thế nào à, cái bình luận thì nó chỉ có một cái bình luận ở trong cái nội dung bài em chia sẻ hôm qua thôi nhưng mà lướt ở trên face thì gần như là anh em lúc nào cũng xôn xao về vấn đề là lấy cái cây năm cánh trắng hà tĩnh ra để nói rằng à, chơi lan vào hàng va thì nó thảm như thế nào nó mất giá như thế nào và nó lỗ như thế nào thì đó là cái mà chúng ta quan tâm bởi vì một cái cây điển hình thì nó sẽ cho chúng ta mở rộng một cái nội dung một cái khía cạnh một cái chủ đề cho nên nếu mà hiểu được một cách thông suốt thì chúng ta sẽ vỡ lẽ ra được rất nhiều những cái bài học cho bản thân mình thì hôm nay em sẽ làm video này để cho chúng ta cùng nắm được nhé à, điều đầu tiên là chúng ta cần nắm được cái cây lan, giá trị của nó ở mỗi thời điểm sẽ là khác nhau. Đây là một cái vấn đề mấu chốt bởi vì nó liên quan đến cái khả năng đầu tư và đầu tư thời điểm đó nó phù hợp hay chưa. Cái lời và cái lãi nó chính là nằm ở chỗ phù hợp các bác. Cái mấu chốt của nó lại chính là ở phù hợp. Vì sao lại đề cập nội dung này đầu tiên? Bởi vì khi mà thời điểm mà sốt nhất của cây Hà Tĩnh thì giá nó rất là cao các bác nhé, cực kỳ cao luôn. Có thời điểm nó cao hơn giá của cây HO hoặc là bằng giá của HO. Đó là những năm 2019, đó là thời điểm cái cây Hà Tĩnh giá rất là sốt. Thì nếu như thời điểm sốt đó mà chúng ta thực hiện đầu tư vào thì điều đó là không nên bởi vì cái thị trường ở cái thời điểm sốt á, là nó chưa có cái ngưỡng sàn nó là cái giống mà anh em đang quan tâm cho nên những cái nhà vườn lớn người ta sẽ thực hiện là đầu tư vào thì cái giá đấy là giá ở những nhà vườn người ta thực hiện đầu tư nó chưa có cái điểm sàn của cái giá chung cho nên có thể là nó sẽ rất là cao nhưng nếu như nhà vườn thực hiện đầu tư ở thời điểm đó giá cao Nhưng mà sau 2 năm thì không bao giờ là lỗ Đấy là điều em khẳng định Bởi vì cái cây nó phát triển rất là mạnh Đặc biệt là cái dòng năm cánh trắng hạt Tĩnh các bác nhé à, Nhưng chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy được cái thảm Cái thảm ở đây là chúng ta đang so sánh về giá Ví dụ như là giá của nó 6 triệu một sen ở cao điểm thì rõ ràng bây giờ chỉ có 500 ngàn một sen thì giữa 6 triệu và 500 ngàn thì chúng ta thấy nó xuống rất là thảm. Nhưng mà chúng ta không hiểu được một cái mấu chốt đó là sau 2 năm thì cái cây nó phát triển cỡ nào. Dù nó xuống cỡ nào rồi xuống thì cứ đo sen lên thì nó vẫn mang lại một cái giá nhất định. À, như vậy ý đầu tiên chúng ta sẽ rút ra được gì? Rút ra được một điều nếu như mà mua giống cao nhưng đầu tư dài hạn thì nó vẫn có lời. Còn nếu như mà đầu tư ngắn hạn mà giá nó xuống rất là nhanh thì chắc chắn nó là lỗ. Bởi vì chúng ta mua 6 triệu một sen và chúng ta bán ra chỉ có một triệu hoặc 800 một sen trong một cái thời gian ngắn cây nó chưa đủ về phát triển chiều dài thì nó là lỗ đấy gọi là thảm hại còn nếu như mà trong thời gian rất là dài và chúng ta bỏ ra số tiền không nhiều Ví dụ như một cái kỳ thời điểm 10 sen 6 triệu thì nó là 60 triệu. Và sau 2 năm thì cây Hà Tĩnh một cái kỳ của nó nó sẽ mang lại nhiều hơn là vầy các bác nhé. Như chậu này cũng đi lên từ một cái kỳ, một cái bi rất là nhỏ các bác này. Vậy nó sinh ra cái thân này hơn 1 mét và em đã làm kỳ ra rất là nhiều để chia sẻ cho anh em. Và đến thời điểm này là nó như thế này. Vậy chúng ta đo sen lên chúng ta sẽ thấy nó lời hay là nó lỗ. Cho nên cái nội dung này nó liên quan đến đầu tư ngắn hạn hay là dài hạn và lỗ hay là lãi là ở cái cách mà chúng ta thực hiện đầu tư khi mà cái giá của một cái sản phẩm cây nó đang ở cái ngưỡng là phù hợp chứ không phải là mua ở cái thời điểm sốt các bác nhé. À, nội dung thứ hai em xin đề cập đến một cái bài toán thực tế mà em đã vào Hà Tĩnh từ đầu năm 2020 có nghĩa là năm ngoái đầu năm ngoái đến bây giờ là nó là hơn một năm đúng không ạ đầu năm ngoái đến đầu năm nay tính ra là tròn một năm đó thì chúng ta thấy là em lời hay em lỗ các bác nhé à, khi mà em lấy bốn chậu bốn chậu lớn và đều hoa một 2, 3 và 1 chậu em đã bán rồi. Đó, là 4 chậu tương ứng với 8 mét. Và em lấy với cái giá là 500 ngàn 1 mét, à 500 ngàn 1 sen. 500 ngàn một sen là em thấy nó quá phù hợp. Tại vì nó cũng tầm ngang ngang với Phú Thọ. Nhưng mà Hà Tĩnh rõ ràng, bông hoa rất là đẹp. 500 ngàn một sen, em lấy 8 mét, nó rơi vào 400 triệu, 4 chậu. Và trong cái năm 2000, 2020 em đã xuất đi tầm 100 kg nếu bác nào theo dõi phây của em sẽ thấy rất là nhiều luôn về cái lượng kỳ của Hà Tĩnh kể cả như lúa non và giá của một cái kỳ lúa non em công khai luôn ở trên đây em bán không phải là thấp đó là 3 triệu tám. bác nào vào phây của em sẽ thấy và anh em đặt lúa non em không nhận nữa luôn điều đó cho thấy thị trường đang rất là cần chứ không phải là không cần Tại vì nó không phải là một cây tệ Nó là cây rất là đẹp Có điều là mỗi cây Thì cái giá trị của nó Nó nằm ở cái chỗ sale sản phẩm mà thôi Như vậy là em đã xuất đi Là 100 kg Đối với hàng kg Thì em sẽ xuất với giá từ 4 Đến 5 triệu Còn đối với lúa non Là 3 triệu 8 Có những kg em bán 6-7 triệu Tại vì kia thì nó vô cùng Nó tùy vào cái độ dài lực của cây Thì em cứ tính trung bình Là 1 kia là 4 triệu Là điểm giá tối thiểu nó đi Là 100 kia Em đã có là 400 triệu 400 triệu Tiền kia khai thác ở trên 4 chậu Và 1 chậu em bán 80 triệu Đó là em bán rồi Chỉ còn lại 3 chậu lớn thôi Chậu bán rồi thì nó không phải là lớn như thế này Như vậy là em đã thu về Là 400 triệu 80 triệu Như vậy em đã lời là 80 triệu tiền nóng Và đến thời điểm này thì em còn lại gì? Em còn lại là ba cái chậu to đùng xù lồ này Bây giờ đo mét ra mà tính 400 hay 300 thì em Đây đều là tiền lời của em cả các bác nhé Và ngoài ra những cái mầm gốc em mới tách Đây này Mầm lỡ này Nó đang lên để phát triển thêm này còn rất là nhiều nữa các bác Đó. Và những cái dàn kia ở trên những cái cây Thì tới em sẽ trải lúa non cho các bác Và những cây lực lên rất là mạnh Đấy, Năm cánh trắng hạt tĩnh là một cây mà Phát triển mạnh hơn cả HO Và hoa của nó thì chúng ta tìm hiểu thêm Sẽ thấy rằng là nó đẹp như thế nào các bác nhé Một cây có khả năng vượt đông là chuyện bình thường Đấy, Như vậy là sau một năm chúng ta nhìn thấy đây là một bài toán thực tế nó lời hay là nó lỗ ạ à. lời hay lỗ trong tất cả những cái sản phẩm kinh doanh không nói gì về hoa lan thì nó đều có cái độ rủi ro nhưng chúng ta lời là ở chỗ cái tư duy có nghĩa là khi cái giá nó ở cái ngưỡng bão hòa và chúng ta thấy rằng là giá hợp lý với một cái mặt bông đó thì chúng ta thực hiện đầu tư vào khi chúng ta thấy hợp lý với cái giá thì bản chất anh em những người chơi lan cùng với mình sẽ cũng thấy hợp lý cho nên cái việc mà bán ra nó sẽ có lợi còn nếu chúng ta cứ cố tình mua khi mà cái cây nào đó nó đang rất là hot giá cực kỳ cao chúng ta mua vào đó chúng ta không phân tích được cái giá thị trường và cái sự phù hợp của một cái giống lan thì chúng ta thất bại đó là thất bại thôi các bác Chứ còn cây lan nó phát triển hàng ngày hàng ngày nó phát triển và kể cả như Hà Tĩnh này tới đây hoặc khi nào ngẫu hứng em bán 2 triệu một kg đi chẳng hạn. Các bác làm cái gì ra được 2 triệu ạ? Một kg và những cái cây này nó mang lại cả trăm kg thì chúng ta thấy là nó lời hay lỗ ạ. Mà bán đâu có bán gốc đâu. Cái cây này nó sẽ đi với em cả đời. Và cứ vậy thì lúc nào có giống thì em chia sẻ thì nó là lời tại vì nó đã là không đồng và có lời rồi như vậy là lời hay lỗ nên là chúng ta phải thực tế phải làm thì chúng ta mới có được kết luận chứ còn không phải là chúng ta cứ nghe ai đó nói rồi chúng ta đâu có vào đâu chúng ta đâu có đầu tư vào nó đâu chúng ta cứ thấy rằng à thảm hại nào là lỗ rồi là thế này thế kia không ai chơi cái từ Hà Tĩnh không ai chơi là một cái từ mà có lẽ là nói cho nó xuôn miệng thôi. Chứ ai bảo Hà Tĩnh không ai chơi ạ. À? Di Linh Trắng bao nhiêu năm rồi. Mà bây giờ nhiều bác bảo không ai chơi. Em đâu có đủ giống để bán đâu. Các bác thử vào đặt lúa non Hà Tĩnh này xem em có xuất giống không. Em có nhận lời không. Không có đâu các bác nhé. Cái vấn đề mình đã có thương hiệu. Anh em đã tin tưởng và chơi cùng với mình Nó đủ về cái tầm Thì không đủ giống để xuất Còn các bác không xây dựng thương hiệu Các bác có nhưng mà không ai biết Thì các bác bán cho ai ạ Cây các bác đã có hoa chưa ạ Đó thì nó nhiều nằm ở nhiều khía cạnh nhiều yếu tố thì đấy là một cái chủ đề ngắn mà em phân tích để chúng ta cùng thấy được cái sự thảm hại của cây hà tĩnh và cái thực tế trong một cái bài toán em phân tích vừa rồi để chúng ta cùng nắm nhé rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau